chào cả nhà nha. Ngày hôm nay thì Ngọc quay trở lại ở chỗ 244 của Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nha. Ngọc quay lại cái loại bánh khoai mỡ mà cả nhà mình cũng đang khá là hỏi trong cái thời gian qua. Thì cả nhà thấy là hôm nay ở đây là chị cũng đang làm tại chỗ thế này ha. Mỗi lần chị làm thì cứ chiên bằng hai cái chảo, một lớn một nhỏ ha. Thì hôm mà mình quay cái video kia thì vào trời mưa, hôm nay trời sáng hơn, nhìn khoai chiên lên giòn và đẹp hơn nữa ha. Cả nhà thấy đó, chị đang làm nè. Cũng làm như ngày nào á chị ha. Đúng rồi. Lượng nghe khách thì nó hơi chậm hơn chút. Dạ. Có nghĩa là dịch tình hình chung. Dạ, tình hình chung với mọi người à. Cậu hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao chị biết hả? Con kênh của em. Thường theo dõi mà. Cảm ơn chị. Ăn quá. Chị Tí. Vậy chứ em đâu nhớ chị tên gì đâu. Dạ. Tên không, em không nhớ tên chị tên gì. Không. Tại em có nhiều người quá, em không có nhớ. Cái lại em hay bị dễ quên lắm. Dạ. Vậy giờ em nhớ, em hỏi lại để bố em nhớ. Giận luôn á. Dạ chị tên gì chị, bây giờ em nhớ nè. Chị tên Phượng. Dạ chị Phượng. Chị Phượng là bán mấy giờ chị ở đây ạ? À? Tầm 3 rưỡi chị bán. Dạ 3 rưỡi chị bán là khoảng tới chiều chiều là mấy giờ chị nè? Khoảng 7 giờ hơn chút xíu. Dạ. Chị vô làm bánh mỡ cho ta. Làm là giao cho người ta hả? Đúng rồi, giao cái bột cho người ta bán. À. À, có nghĩa là mình bán tại chỗ ở đây xong rồi cái mình còn có giao bột cho mọi người bán nữa à? Dạ. Sỉ lẻ. Chị vẫn làm nhanh quá trời luôn nè. Vậy là chị có thường hay xem kem kênh của em không? Có. Lại là biết em tên Ngọc luôn á. Ủa vậy hả? Hèn gì hỏi chị biết em không? Tại em ghé chị rất là lâu rồi. Nhìn hôm cái cặp nay mắt. Chị nói biết, em cũng hơi giật mình. Nhìn cái cặp mắt gì nhớ. Mỗi người có cái đặc điểm riêng. Dạ. Với cái giọng nói riêng ha. Cái giọng nói riêng đúng rồi. Là mà thổi trang mà vẫn nghe được giọng là biết hay rồi. Nhìn cái cặp mắt ngờ ngợ nhưng mà nghe được cái giọng nữa là biết em. Dạ. Chị làm một cái viên nó vừa rồi với nhau luôn ha. Đúng rồi, gọi làm lâu nó khác. Thành quen hết ta. Rất là chuyên nghiệp. Quen rồi. Dạ, cái bột bên kia là cái gì vậy chị? Bột vừa trộn sơ. À, có nghĩa là... Một hai thứ bỏ vô á. À, một hai thứ bỏ vô nhưng mà cái đó là gọi là mình phủ ở bên ngoài. Một áo đúng rồi. Thường là chị lấy một cái cục nhỏ hả? Khoảng đầu ngón tay không chị? Dò liên tục hết luôn. Cái này là mình không có chiên trước mà mình cứ phải làm ra đây mình làm trực tiếp như thế này. Đúng rồi. Chiên trước nó mất ngon hơn. Đợi cái này được ăn nóng. Ừ. Mà ngon. Ăn nóng nó giòn ở bên ngoài mà ở trong thì nó lại dẻo dẻo xốp xốp. Thường là một cái như này mình bỏ vô là khoảng bao lâu nó chín chị? Nó chiên dần nổi lên như là nó vàng đều rồi á. Làm nha. Nó chín rồi. Còn ở trong đây là khoai khoai mỡ xong rồi cái cũng bột của mình hay chị Thanh à? Dạ. Bột, sữa thì cũng được á. Nguyên liệu. Tại vì với cái phần là chị bán cũng có khách hàng á, nên thành ra là mọi người cũng có đề nghị nữa. Thấy là chị bán món mới là cái có mấy bạn nhắn tin là kêu là đi qua chị đó nữa đi. Ông bán gỏi cơm to. Dạ cơm càng. Chị nói chuyện nhưng mà chị vẫn làm thân thấp luôn chị ha. Có nghĩa là mình quen rồi, mình cũng có thành thói quen rồi. Dạ. Em thấy có cái mùi thơm á là giống như sữa đúng không? Đúng rồi, sữa mà nóng thì nó sẽ thơm. Dạ. Em thấy cái mùi thơm mà mình chiên lên cái mùi nó thoang thoảng thơm thơm nhưng mà chắc người, là nhiều người đi gần tới đây là người ta nói là nghe cái mùi là biết nó gần tới rồi đó. Nói chung mình khỏi nhìn số luôn đúng không? Là nói chung là tầm cạnh canh là mình nghe cái mùi rồi, tại vì em đứng đây em nghe cái mùi sữa rất là ngọt ấy mà nó thơm. Nó là
là thử một cái liền tại chỗ là nóng rồi, muốn cảm giác mình cảm nhận như thế nào được. Em thấy ở đây là một hai chục như thế này là màu tím. Nhưng mà khi mình chiên lên thì nó vàng. Thế chắc ở trong nó vẫn ở trong nó vẫn tím. Em bẻ thử đó một cái đậm thì bao nhiêu năm rồi nó vẫn vậy. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, để em để cái mít lên cho em một cái. Vừa thổi vừa ăn luôn cả nhà ơi. Đây ở trong nó vẫn là màu tím, ở ngoài là vàng ha. Ở trong nè, ôi da nóng lắm. Dẻo, khô dẻo nè, tại là thấy lụa dẻo nha. Rất là dẻo, xong rồi ở ngoài vàng. Ở trong á thì vẫn giữ được màu tím nha. Đó, rất là thơm luôn nha cả nhà. Đứa nào thấy rất là thơm luôn. Quá đã luôn. Cái ông đó người bán riêng lấy tiền riêng chứ em đâu có đụng cái tiền đâu anh lo. Chứ không chỗ dầu cái bánh vậy thôi. Nhiều người kêu đeo vào tay á. Đấy, dạ. Trong cái miếng hồi xưa mặc quay cái kia đeo vào tay. Dạ, đúng rồi, cũng chửi. Nhiều người cũng hỏi là hỏi sao không đeo vào tay. Nhưng mà em thấy ở đây là chị có làm mỗi cái công đoạn đúng rồi, công đoạn ai nấy làm thôi. Chứ lại nhiều lúc vào tay cái chất nhựa nó ra chị thấy nó vàng ghê lắm. Nên chị không đụng tới lắm. Dạ. Bao tay là dùng theo cái nghề nào thôi, tùy theo cái thôi. Còn dùng làm đồ ăn nó trực tiếp vô miệng thì phải đeo bao tay. Còn cái này qua cái chảo dầu thì rồi còn cái nóng chín chín hết à. Với lại em phần á, em thấy ở quê mình nếu mà mấy cái loại bánh dân gian á chị thì thật ra là người ta chỉ làm tay như vậy luôn á, ở dưới quê đúng mà rồi. Vậy á miền Tây á nha. Bánh dân gian ta toàn làm tay thôi. Nhưng mà vẫn kiếm tới miền Tây mà ăn đúng không? Dạ. Chị làm sẵn ở nhà buổi sáng hả? Chị làm hồi tối á, rồi bắt đầu sáng đi giao, còn nhiêu phần của mình bán. Lọc hay mỏi xong là mình có nóng ra không? Có thấp không chị? Hay là nói chung là làm sơ sơ, chín ít. Sơ sơ cái mình xay ra hả? Chị như cái thao này nhỏ hơn thao đặt trước á. Đúng rồi. Tình hình chung của cả nước mà. Trời ơi, màu tím nè, đảo ăn, tím sữa. Hồi trước cho em nghĩ chị bán chắc nhiều ký lắm nha. Ngày gần 30 ký có khi hơn. À. Giờ thì tầm mười mấy ký, 20, mười mấy ký như vậy. Có khi nào mà trời mưa quá thì 10 ký. Bao nhiêu vậy? Hai bịch 10 ngàn. Hồi trước dịch đó là hồi trước cái đợt dịch này là em nghĩ chị bán vẫn 30 ký đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ đang ở trong cũng trong mùa. Bây giờ công nhân nghỉ nhiều quá mà. Nhiều giải nhà trọ trả hết trơn, nhà trọ mà còn ế. Không có người. Điều bân hết trơn à? Em thấy nãy giờ chị nói chuyện nhưng mà tay vẫn làm điều bơm hết. Cái nào mà ít là chị cảm nhận được nên chị sẽ lấy thêm. Dạ. Yeah. Mà nhiều thì nhắc lại bớt. Có nghĩa là không cần nhìn nhưng mà vẫn cảm nhận bằng tay được hết luôn. Ồ, ở đây là chị em của chị hết hả? À? Em của chị hết. Dạ. Yeah. Em gái nè, em dâu. Dạ. Yeah. Rồi ba ra nữa, ba mẹ đúng nữa. Đúng rồi, chứ là có chú. Chú biết là em già ngồi phía sức đi phía trong thì nào đông quá mới ra. Dạ. Yeah. Ba lớn tuổi rồi đó, dịch dạ. Bệnh rồi. Chị cái món này của chị là ngày xưa là chị học hả hay là ở quê mình không? Dạ đúng rồi. Dạ. Không có quê, ở dưới quê, quê dạ. Đây luôn. Dạ, à chị ở đây luôn. Dạ, đúng rồi. À. Chắc nhưng mà đòi chiếm đóng cái món này thì phải đi học chứ. Dạ. Và chị là nói chung mà chị có học bếp hả? Hay là mình chỉ có học cái món này? Học món này không món này thôi hả? Nói chung khéo biết cũng nhờ bên ba chồng. Dạ. Ba chồng đi nấu đám rồi đó, chạy theo đi phụ. Giờ này học hỏi kinh nghiệm. Đúng rồi. Khách quen á. Dạ. Chắc là khách hỏi. Nhưng mà họ đang quay nên không có hỏi. Yeah.
từ từ mình làm lại. Ủa bà hỏi chị bán 1 ký, lấy cho em 1 phần đi chị. 1 phần là bao nhiêu cái bao nhiêu vậy? 20 viên. Dạ. Yeah. Có nghĩa là mình lên giá nhẹ. Em cũng không nhớ giá đâu. Có mắc hay mình phải lên giá chứ. Dạ. Dạ. À, 1 bịch cái này là 10 ngàn. Nhìn thấy giống kiểu nhỏ nhỏ giống con nhộng á chị. Đúng rồi. Ở đây thì người ta gọi là khoai mỡ chiên thôi. Đúng rồi. Tự nhiên để cái mic nó vô trong. Đây là 1 phần 10 ngàn nha cả nhà, 20 viên. Đây sẽ cho cả nhà xem thử. Ở trong đây thì một cái viên nhỏ nhỏ như thế này nè. Cả nhà thấy ha, lúc nãy cũng có ăn thử rồi, nhưng mà bây giờ sẽ ăn thử lại lần thứ hai để cho cả nhà mình xem ha. Ở đây là số 244 của Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân nha cả nhà. Rồi bây giờ mình... Bình Hưng Hòa B chị. Bình Hưng Hòa B à. Trên bảng có chữ B mà không có đọc. Rồi tháo ra đó, thấy chưa, nhìn ngon quá nha. Ở bên ngoài á thì rất là giòn, còn xong á ở bên ngoài nè ha, cả nhà thấy là rất là giòn ha. Xong ở bên trong á thì nó sẽ cái kiểu là nó sẽ dẻo nè, nó sẽ dẻo để dai. Mà chị nêm kiểu vừa tới mà này là món ăn chơi mà, cho nên thành ra là nó sẽ có cái vị ngọt á, cái hậu ngọt ngọt ha, thơm mà nói chung là cực kỳ thơm luôn. Cả nhà có thể là ghé thử nha, đây Ngọc quay rồi và kiểu muốn quay lại giới thiệu cho những bạn mà chưa biết á, chưa biết về cái món khoai mỡ này. Khoai mỡ này ăn á, ăn thật sự ăn là nóng nóng như thế này là ăn là ghiền luôn á cả nhà ơi. Chị bán cũng khá là đông khách á, và mọi người ủng hộ thêm thì hồi có thể, mọi người thì có thể là ghé số 244 nha, Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Chị mới coi xong, chị mới coi clip gì? Coi cái chị quay cái chị mà bán cái bánh gì lạ lắm. À bánh gì lạ? Bột gì mà xanh xanh làm trên lá chuối. Xanh xanh làm trên lá chuối. Không, chắc clip đó lâu rồi. Lâu rồi. Dạ, chắc clip đó lâu. Mới coi xong em đang bán luôn nè. Dạ. Ủa nãy giờ chị nghe giọng em không quen à? Thì nãy giờ em nói là giống Sài Gòn phố quá. Giống không? Để chị nên mới nói giọng rồi. Cũng như gì nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Em có quay chị đó.